Thường thì mọi người nuôi cá cảnh thì cho nó ăn kiểu gì ta? Thức ăn mà mình hay dùng đó là hai cái hũ bé bé xinh xinh này nè. Ai nuôi mà không biết chắc là người tối cổ luôn à. Và hôm nay mình giới thiệu cho mọi người ba cách cho cá ăn mà mình hay làm. Cách thứ nhất, mở nắp hộp ra và cho cá ăn thôi, thể hiện được sự làm biếng của chủ bầy cá giống tôi á. Cách thứ hai xiên hơn một tí là trộn cám với Artemia, pha thêm miếng nước rồi lấy cái ống hút này hút thức ăn lên và cho cá ăn thôi. Cách này thì cám nó sẽ lơ lửng trong nước một thời gian, cá sẽ dễ tìm và ăn hơn. Cách thứ ba thì giò cám thành một cục như thế này nè, rồi quăng vô hồ, cá nó sẽ không thấy cái cục cám ở đâu mà ăn luôn. Để cái cục thức ăn nó nằm ở dưới đáy mà bọn nó cứ tìm trên mặt nước không à, chán thì chứ. Để một tí thì nó cũng thấy ăn rồi nè, quá ngon ha. Cái bọn cá vàng của mình thì nó cũng khoái ăn cái cục này lắm á, bỏ cái cục thức ăn lên tay cho bọn nó ăn mà nhột luôn á. Nhìn cái bọn này nó ú ú nu nu bu lại ăn đã quá chừng nè. Và cuối cùng thì tớp tớp đang giảm giá 11 tháng 11 á, và cái combo này thì nó cũng giảm giá theo luôn, ai cần thì hốt nhanh đi ha.